À, cơm nghệ. Đấy, cơm gà sườn. Được một món đặc trưng của Phú Yên buổi sáng. Cho vào đĩa. Canh. Nước canh tại sao? À, ăn cơm với canh. À, đây có nước canh đây. Cơm này cho cái đấy là cái gì ạ? Chua. À, chua. Sau đó là thái thịt gà vào. Thế là xong. Rau, dưa. À. Cái này là đặc biệt bí quyết cái ngon nhất là cái gì? Là cơm hay là gà hay là gì? Cơm ngon. Cơm ngon hả? Cơm phải gạo. Gạo gì? Gạo. Tên gạo là gì? À. Mỗi một suất nó là một đĩa này là một cái đùi. À. Thế là một suất này giá bao nhiêu chị? Cơm đùi là 27 nha. 27 ngàn một suất cơm đùi này. À. Đúng rồi, NX7. Nếu mà sườn thì cũng đó, cũng 27 nghìn. Hay sườn đắt hơn? 15 nghìn, sườn rẻ hơn. Sườn thì được khoảng mấy miếng sườn? Mỡ thì một, không thì đi hai. Một đùi gà này và một cơm nghệ đúng không ạ? Và một nồi nước dùng rất ngon. Có giá 27 ngàn. Mời các bạn đến đây thưởng thức.